Xin chào, hôm nay nhọc lắm rồi, trồng được có 50 cây dừa, mấy chục cây cau và bây giờ cố gắng nốt mấy cây còn lại nhé, sau này già còn có cau mà ăn. Không biết được đến khi nào thì cau mới có quả, khi sau này có quả thì cho quay lấy vợ này. Tiếp tục cho các bạn nhọc lắm, lâu ngày không lao động chân tay, tối nay thì biết đời xương cốt giãn. Cứ như này thôi thì mà cũng nhọc. Có đi phun chỗ khác đây, đừng phun ở đây. Đang làm được cái phun ở đây. Đúng mũi mà. Đi chỗ khác đi. Xấu quá. Nhọc quá. Thôi tạm dừng ở đây, còn lại để cho các thằng em trồng tiếp tục. Mình trồng mẫu thôi. Tạm biệt các bạn.